Thưa quý vị và các bạn, năm nay, vải thiều của tỉnh Bắc Giang được nhận định có chất lượng cao nhất trong nhiều năm qua. Ngoài yếu tố thuận lợi của thời tiết, còn do người trồng vải Bắc Giang đã có sự thay đổi rất lớn về tư duy, từ việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn, tổ chức lại sản xuất đến việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ. Năm nay, tỉnh Bắc Giang cũng sớm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến tiêu thụ, kết nối cung cầu nhằm rộng đường tiêu thụ cho quả vải thiều, phấn đấu giảm sản lượng nhưng không giảm giá trị. Trong định hướng tiêu thụ vải thiều năm nay, tỉnh Bắc Giang tiếp tục xác định sẽ có khoảng 50% tiêu thụ tại thị trường trong nước và 50% thị trường xuất khẩu. Năm nay sản lượng vải thiều không quá lớn, nhưng để rộng đường tiêu thụ đối với loại nông sản này, tỉnh Bắc Giang đã sớm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu. Ngay từ đầu tháng 5, tỉnh Bắc Giang đã chủ động tiếp xúc với một số chợ đầu mối nông sản, hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại có mạng lưới rộng khắp ở nhiều tỉnh, thành phố. Điều đáng nói, các đơn vị này cũng đã sớm có kế hoạch chuẩn bị cho việc thu mua, mở rộng thị trường và sản lượng tiêu thụ dự kiến đều tăng lên. Chúng tôi đã lên kế hoạch rất là sớm, đặc biệt là trong những cái khâu chuẩn bị để giới thiệu cho bà con biết được, hiểu được trái vải, cái quy trình sản xuất như thế nào, đạt những tiêu chuẩn gì và được sự đón nhận ở các thị trường trên thế giới ra làm sao. Thì rất mong là lần này chúng tôi sẽ xây dựng lên lại một câu chuyện và chuẩn bị được một kế hoạch vận chuyển vải từ Lục Ngạn, Bắc Giang tới những cái điểm bán của sàn cóp, hơn 700 điểm bán của sàn cóp ở trên khắp cả nước, một cách hoàn chỉnh nhất, một cách hoàn hảo nhất, và đem trái vải tới tay người tiêu dùng còn tươi ngon nhất có thể. Vải thiều là một cái đặc sản nên cũng được thị trường ở phía Nam là hưởng ứng cũng như là tiêu thụ mạnh. Vị trí chợ cũng thuận lợi nên muốn đẩy mạnh cái vấn đề tiêu thụ nông sản, trái cây, rau củ quả, và đặc biệt là tới cái mùa vải cũng hưởng ứng cái chương trình mà tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang cũng như là vải tại huyện Lục Ngạn. Năm nay, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vifoco có kế hoạch sẽ xuất khẩu khoảng 300 tấn vải thiều cấp đông, tương đương với khoảng 500 đến 600 tấn nguyên liệu. Hiện nay, doanh nghiệp này đang đẩy nhanh việc đầu tư, nâng công suất, hệ thống cấp đông kho lạnh và hoàn thiện trước vụ thu hoạch vải thiều. Chuẩn bị cho vụ vải thiều năm 2019, thì doanh nghiệp chúng tôi tiếp tục đầu tư thêm một các kho lạnh cấp đông để đảm bảo các yêu cầu sản lượng lớn của khách hàng. Hiện nay chúng tôi đang cho lắp đặt, tức là cái công suất của hầm cấp đông là 10 tấn trên một mẻ. Đặc biệt nữa là cái kho hiện nay tôi đang lắp đặt một cái kho là 1.000 khối để chuẩn bị cho cái kế hoạch sản xuất vụ vải thiều tới. Trong sản xuất và tiêu thụ quả vải thiều, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng được mối liên kết 4 nhà là nhà nước, nhà khoa học, nông dân và doanh nghiệp. Sự liên kết chặt chẽ này đã gia tăng giá trị cho quả vải thiều, đưa loại nông sản chủ lực của Bắc Giang đến với nhiều thị trường trong và ngoài nước.